Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa bắt gian tại Dương, sự thật lại khiến fan vui như Tết. Vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa lại gây xôn xao dư luận vì một drama mới với những tình tiết căng đét. Mới đây, trang 163 vừa có một bài viết với tựa đề gây sốc. Lâm Tâm Như bị bóc ngoại tình với sao nam trẻ tuổi, bị Hoắc Kiến Hoa bắt gian tại Dương, sau đó đánh đập giả mang, bức ảnh hiện trường đã được chia sẻ. Không dừng lại ở đó, trang 163 còn cung cấp hai hình ảnh giường chiếu cực kỳ nóng mắt của Lâm Tâm Như và mỹ nam kém tuổi. Theo thông tin, chàng trai trong ảnh là Lâm Triết Hy, bạn diễn của Lâm Tâm Như trong phim mới. Cặp đôi phim giả tình thật, nữ diễn viên họ Lâm phản bội tình yêu của Hoắc Kiến Hoa. Nguồn tin cho biết thêm, sau khi quay phim xong, Lâm Tâm Như và Lâm Triết Hy ngoại tình ngay tại chỗ. Không thể ngờ rằng camera đã ghi lại được hình ảnh. Không chỉ vậy, đúng lúc này, Hoắc Kiến Hoa tới phim trường bắt gian tại trận. Trước cảnh tượng như vậy, Lâm Tâm Như né tránh khỏi sự tra hỏi của chồng. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa vì quá xấu hổ và tức giận, cho rằng mình bị xúc phạm nên đã thừa cả trận hạ cẳng tay, đấm đá Lâm Tâm Như khiến cô bị thương nặng. Vậy nhưng, đây hoàn toàn là tin đồn sai sự thật. Những hình ảnh nóng mắt là một phân đoạn trong một bộ phim sắp tới, vậy nhưng lại bị tung tin đồn thất thiệt. Trên thực tế, trong một bài phỏng vấn, nàng Hà Tử Vi đã bộc bạch rằng, lúc quay phim, Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn ở bên quan sát vợ. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đóng cảnh nóng trước mặt chồng mình. Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa thường xuyên tới phim trường chăm lo cho vợ, thậm chí còn mua đồ ăn thức uống cho cả đoàn phim. Cảm ơn người kiếp đã luôn giúp đỡ vợ mình trong thời gian qua. Nữ diễn viên phủ nhận chồng nóng tính, bạo hành. Cô cho biết, tài tử họ Hoắc rất hiểu và tôn trọng công việc đóng phim của mình. Trước đó, vì muốn ủng hộ phim của vợ, Hoắc Kiến Hoa bày tỏ mong muốn được đóng một vai khách mời. Khi nghe được ý kiến của chồng, Lâm Tâm Như tròn mắt ngạc nhiên, sau đó hỏi lại đạo diễn. Đứng bên cạnh, tài tử họ Hoắc vừa cười, vừa nhìn vợ không rời mắt, khoảnh khắc cả hai bên nhau ngập tràn hạnh phúc. Đáng tiếc, lần nguyện vọng này của Hoắc Kiến Hoa đã không thành hiện thực bởi ngày quay hôm đó đã kết thúc. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn vui vẻ đáp, không sao, lần sau cũng được. Khi buổi quay kết thúc, Lâm Tâm Như cùng chồng rời khỏi phim trường và trở về nhà. Mặc những tin đồn thất thiệt, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn vô cùng tốt đẹp. Vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, vợ chồng tài tử họ Hoắc đã cùng tổ chức tiệc mừng thọ 70 tuổi cho mẹ Lâm Tâm Như. Nữ diễn viên Hoàng Châu cách cách còn dính nghi vấn mang bầu lần hai vì tăng cân nhẹ và để lộ phòng hai lớn bất thường. Trước đó, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa cũng nhiều lần xuất hiện bên nhau. Không chỉ cùng đưa con gái đi học, họ còn sánh đôi tham dự các buổi tụ tập cùng bạn bè, ví dụ như bữa tiệc mừng 10 năm ngày cưới của vợ chồng đại S từ Hy Viên vào cuối tháng 3 vừa qua.